nhà nhé. Hiện tại câu lạc bộ Đài Phòng đã có mặt tại sân bay Cát Bi rồi. Anh ngồi anh Tuấn đây. Em chào anh ạ. Chào các anh. Anh nào mình nói cho anh chào. Em chào anh Nghiêm. Chào anh Thành. Các cầu thủ đang lấy hành lý. Em chào anh. Em chào Lê. Đây, các cầu thủ đã có mặt tại khu vực của sân bay rồi. Bình rượu này. Cho anh Hồng Trường nhé. Đoạn Văn Tới đây. Các cầu thủ của câu lạc bộ Đài Phòng đã có mặt tại sân bay Cát Bi rồi. Đỏ rực quân màu đỏ. Phóng viên nhé. Anh chào Dũng. Chị Minh nhé. Anh Hải Huy đây. Chào Hải Huy. Thái Bình đây. Phạm Trung Hiếu Thái Bình. Phạm Trung Hiếu Tâm Bình này. Hải Dương này. Triệu Việt Hưng. Mô Xét. Chào Mô Xét nhá. Mô Xét Lục Quang Nho. Quang Nho Anh Hùng. Châu Ngọc Quang sách hơi nhiều đồ. Martin Lò đây. Thành Đồng đây. Joseph Ambadi. Joseph Ambadi. Đây, các cầu thủ đang có mặt tại khu vực lấy vé đây. Đây, Văn Toản đây. Văn Toản đẹp dai đây. Đây, các cầu thủ hôm nay được một mình ở một khu vực. Chờ lấy được vé. Văn Toản đây. Phạm Trung Hiếu đây. Đây, Đặng Văn Tới số 15 đây. Chuyến
chuyến đi cuối cùng trong ngày nên chủ yếu là câu lạc bộ là chính. Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay sẽ lên ga tại 1777 của hãng hàng không quốc tế Việt Nam. Khi thành phố Hồ Chí Minh vui lòng nhanh chóng đến cửa số 4 để đây, đi Mario đây. Bác sĩ đây, chấn thương này. Các cầu thủ đang chuẩn bị làm thủ tục đây. Mình đang làm thủ tục đây. Toàn Toàn đã trên tay chiếc vé rồi. Rồi, Phú Nguyên nữa, Anh Hùng nữa. Chúng ta qua cũng hoàn thành lạp lấy vé rồi. Nho này.
cổ động viên Nhí đang xin được chụp hình với Văn Toản đây. Tuyển thủ quốc gia đây, Văn Toản. Văn Toản đang bế em bé trên tay. Rất đẹp. Nào, giữ nguyên đường chụp nhé. Ok rồi, không có gì. Các cầu thủ đã ra khỏi khu vực lấy vé rồi. Văn Toản đây, rồi Di Mario đây. Đấy, Di Mario đây. Trời ơi, thôi. Di Mario, Di Mario mắt lạt một set đi. Đánh nhau. Thôi. Hai người đùa nhau. Rồi. Các cầu thủ đã đến khu vực kiểm soát vé đây. Một set đấy. Rồi, các cầu thủ đã vào trong khu vực kiểm tra vé rồi. Bên trong có Đặng Văn Tới này. Văn Minh. Chào em chưa? Anh Dũng đi mạnh khỏe nhé. Chào anh Thành. Bye bye anh.